Sáng nay, ngày 3 tháng 6, đoàn giám sát số 20 của ban chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh Long An do ông Nguyễn Thành Vững, trưởng ban nội chính tỉnh ủy làm trưởng đoàn giám sát công tác thi hành luật hòa giải tại tòa án nhân dân tỉnh Long An. Thực hiện luật quà giải đối thoại tại tòa án, tòa án nhân dân Long An đã bổ nhiệm 72 quà giải viên là những người có kinh nghiệm công tác trong ngành tư pháp hoặc cán bộ lãnh đạo nghỉ hưu, có uy tín, có kiến thức pháp luật sâu rộng, giải quyết vụ việc toàn diện, đảm bảo được quyền lợi ích hợp pháp của các bên tham gia quà giải. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 đến ngày 31 tháng 3 năm 2022, có gần 3.000 đơn đương sự chọn quà giải đối thoại tại tòa với tổng số hơn 10.600 đơn Tòa án tỉnh quyền tiếp nhận. Theo đó, kết quả quà giải thành toán công nhận hơn 1.000 vụ chiếm 37%. Tại buổi giám sát, tòa án nhân dân tỉnh đề nghị tháo gỡ một số khó khăn dướng mắt trong quá trình thực hiện luật quà giải đối thoại. Trong đó, trọng tâm là những bất cập của quy định pháp luật kiến nghị về kinh phí nhân sự quà giải viên. Phát biểu tại buổi giám sát, ông Nguyễn Thành Dững, trưởng ban nội chính tỉnh quỹ, đánh giá rất cao nỗ lực của ngành tòa án, góp phần để tỉnh Long An trở thành điểm sáng trong thực hiện luật quà giải đối thoại tại tòa đồng thời ghi nhận những kiến nghị đề xuất của ngành tòa án sẽ xem xét để kiến nghị tháo gỡ từng vấn đề khó khăn